Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với Tới Mắt. Như vậy là Apple đã ra mắt iOS 12, phiên bản iOS mới nhất dành cho các thiết bị di động iPhone, iPad của công ty. Và tại sao mà ở phần tiêu đề mình lại nói iOS 12 là đấng cứu thế cho iPhone 5 tuổi? Đó là vì phiên bản này đã tập trung nhiều hơn vào hiệu năng cũng như là cải thiện thêm về hiệu quả sử dụng trong điều kiện hàng ngày. Và quan trọng nhất là ở phiên bản iOS này, nó còn ghi điểm lớn ở việc là nó vẫn hỗ trợ tốt. Là phải rất tốt cho thiết bị iOS cũ, thậm chí là rất cũ rồi. Cụ thể ở đây đó chính là chiếc iPhone 5S đã được 5 tuổi. Trước đó thì chúng ta đã có iOS 11, một phiên bản iOS dù chỉ có thể coi như là một cuộc cách mạng về giao diện nhưng cũng đầy tai tiếng khi nó gắn liền với scandal cố tình bóp hiệu năng của thiết bị, khiến cho iPhone bị chậm dần theo thời gian, cũng như là khiến cho Apple dính phải rắc rối lớn với hàng loạt các vụ kiện tụng. iOS 11 thực sự là một nỗi buồn đáng quên và khiến cho Apple cần phải làm một điều gì đó để mà chuộc lỗi. Và iOS 12 đã ra đời trong hoàn cảnh như vậy, không hề mang một vẻ ngoài hào nhoáng như những gì mà chúng ta từng chứng kiến khi chuyển từ iOS 10 lên iOS 11. Bởi đơn giản, thứ gì đã tốt sẵn rồi thì không cần thiết phải thay đổi nữa. iOS 11 đã là một phiên bản iOS hoàn hảo về giao diện và iOS 12 sẽ là một phiên bản iOS để mà người dùng tiếp tục tin yêu vào Apple hơn nữa. Và iPhone 5S chính là một dẫn chứng không thể nào tuyệt vời hơn trong việc là khiến cho người dùng, kể cả những người không mấy có thiện cảm với táo, cũng sẽ phải có ít nhiều cảm tình hơn sau khi nó được ra mắt. Bởi không một ai có thể nghĩ rằng chiếc điện thoại đã 5 năm tuổi như iPhone 5S lại có thể được hỗ trợ cập nhật mới. Nhưng với iOS 12, Apple đã khiến cho tất cả phải thay đổi suy nghĩ. Thử nhìn sang các đối thủ khác của công ty đi, với những chiếc điện thoại cùng thời điểm ra mắt với iPhone 5S thì liệu có còn mỗi điện thoại nào vẫn được cập nhật phiên bản hệ điều hành mới cho đến bây giờ hay không? Câu trả lời là hoàn toàn không. Những đối thủ đình đám nhất khi mà đối mặt với chiếc điện thoại 4 inch nhỏ nhắn này đều đã chìm sâu vào quá khứ. Từ những LG G2, nè, Samsung Galaxy S5 hay thậm chí là cả nhà Nexus của Google, tất cả đều đã trở thành một phần đã quên của lịch sử di động. Nhưng với iOS 12 và iPhone 5S thì chiếc điện thoại nhỏ nhẹ bậc nhất hiện nay của Tao Khuyết vẫn như là một cô gái đến từ hôm qua, đầy mới mẻ, rất lạ mà cũng hơi quen quen. Dĩ nhiên trong lịch sử thì không khó tìm ra những cái ví dụ cho sự chăm chút của Apple luôn vượt trội hơn so với đối thủ. Nếu như mà Google luôn chỉ hỗ trợ cập nhật nhiều nhất là 2-3 năm cho dòng điện thoại gà nhà của họ thì các OEM còn chậm chạp hơn rất là nhiều, thậm chí là còn đem con bỏ chợ. Nhưng Apple thì không, mà còn ngược lại. Qua thời gian trôi đi thì thời gian hỗ trợ cập nhật của công ty còn ngày lúc càng cao hơn nữa. Chiếc iPhone 4 thì vẫn được cập nhật lên iOS 7, tức là thời gian hỗ trợ lên đến 4 năm. Đến iPhone 4S thì có thời gian tương tự, nhưng đối với iPhone 5 thì khi được cập nhật lên iOS 10.3 thì thời gian cập nhật đã lên đến 5 năm và giờ là iPhone 5S với phiên bản iOS 12 cũng đã có tổng thời gian cập nhật tương tự như người tiền nhiệm của nó. Tuy nhiên, nếu muốn Apple hoàn toàn có thể tiếp tục kéo dài chu kỳ cập nhật cho iPhone 5S nhờ có chip 64-bit của nó, do đó thì ngay chỉ với một hành động nhỏ là tiếp tục hỗ trợ thiết bị đã rất cao tuổi như iPhone 5S thì có thể thấy việc cứu thế của Apple trên thị trường di động đã là một thứ gì đó rất khó để mà đạt đổi được rồi. Bên cạnh việc tiếp tục hỗ trợ cập nhật thì một câu hỏi được nhiều người đặt ra rằng liệu iOS 12 sẽ tốt hơn iOS 11 trên một thiết bị như là iPhone 5S? Cập nhật tốt, lâu dài là một chuyện, nhưng sẽ tốt hơn nếu như mà nhà sản xuất không làm theo kiểu cho có, cũng như là đặc biệt là cái vớ bóp hiệu năng vẫn còn đang treo lơ lửng trong suy nghĩ của rất là nhiều người. Và rất may mắn, ở lần này, Apple đã thực sự làm rất tốt. Trên một thuyết trình tại WWDC năm 2018 thì Tao Khuyết đã tự tin tuyên bố rằng phiên bản iOS mới nhất sẽ giúp tăng tốc độ khởi chạy ứng dụng nhanh hơn 40%, load nhanh gấp đôi, và tốc độ hiển thị bàn phím cũng sẽ nhanh hơn 1,5 lần trước đây, kích hoạt camera từ màn hình khóa nhanh hơn đến 70% trên một thiết bị như là iPhone 6 Plus. Cần biết rằng iPhone 6 Plus dù là chiếc flagship đầu tiên của Apple nha, nhưng mà đây lại là chiếc iPhone bị đánh giá là có hiệu năng tệ hại nhất khi mà nâng cấp lên các phiên bản iOS mới, do phải gánh một cái độ phân giải giao diện quá cao trong một phần cứng rất hạn chế. Nên rõ ràng những thông báo này sẽ khiến cho không ít người dùng iPhone cũ cảm thấy rất là hài lòng, giống như mình chẳng hạn. Và thực tế đã chứng minh một điều, đó là Apple không hề chém gió. Ngay sau khi phiên bản iOS mới nhất ra mắt, đã có rất nhiều báo cáo về hiệu năng thực thi mượt mà một cách bất ngờ trên chiếc iPhone 5S, ngay cả khi so sánh với những phiên bản iOS cũ hơn như là iOS 11. Thực sự là đã lâu lắm rồi những người dùng iPhone cũ mới có được cái cảm giác đã như vậy. Bên cạnh đó thì cũng cần nhớ rằng hiện tại thì phiên bản iOS 12 vẫn chỉ trong giai đoạn beta mà thôi, cho nên chắc chắn khi mà nó được phát hành chính thức vào tháng 9 thì chúng ta hoàn toàn có cơ sở để mà tin tưởng vào một năng lực thực thi còn tốt hơn trên iPhone 5S nữa.
Cùng với việc giải quyết được triệt để bài toán về hiệu năng thì một lần nữa iOS 12 và iPhone 5S còn khiến cả cộng đồng người dùng iPhone phải phát điên, còn các đối thủ thì phải tức tối khi mà đây cũng là chiếc điện thoại dài nhất được hưởng tính năng từ những thiết bị mới nhất. Và phím mão trên máy giờ đây đã có thể gần như là tự thao tác tương tự như những chiếc iPhone mới có màn hình cảm ứng lực. Việc cập nhật mới cho một thiết bị rất cũ là chuyện rất là hiếm. Vậy thì sẽ thế nào nếu như còn mang cả một tính năng mà trước đây không được hỗ trợ cho giới hạn phần cứng? Chắc chắn là quá quý hiếm rồi chứ còn sao nữa. Nhìn chung thì có thể thấy là với iOS 12, Apple đã tiếp tục làm đúng công thức đã tạo nên sự thành công của họ. Đó là sự hỗ trợ dài hơi đến mức khó chịu mà tất cả các đối thủ của họ đều không thể nào làm được. Và rõ ràng đó là một trong những lý do khiến cho Apple luôn được số lượng khách hàng trung thành bậc nhất thế giới công nghệ hiện nay, bất kể là họ có gặp bao nhiêu scandal đi chăng nữa. Còn riêng với iPhone 5S thì sẽ không quá để mà nói rằng dù đã bị ngưng sản xuất, nhưng với đấng cứu thế iOS 12 thì chiếc điện thoại zombie này sẽ còn tiếp tục củ hành thị phần của nhiều đối thủ khác, ít nhất là từ giờ cho đến hết năm nay. Các bạn khán giả của Tết Mới thì sao? Các bạn nghĩ như thế nào về iOS 12? Hãy để lại comment chúng mình cùng tiếp tục thảo luận nhiều hơn nữa nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác của Tết Mặt. Bye bye!